Lĩnh vực công nghệ thông tin trị giá 150 tỷ đô la của Ấn Độ là một trong những lĩnh vực chủ chốt trong mối quan hệ hợp tác kinh tế với Mỹ, hiện đang phải đối mặt với những thách thức mới từ chính sách về việc thuê kỹ sư công nghệ thông tin và chính sách về visa mới của Tổng thống Donald Trump. Lĩnh vực công nghiệp dịch vụ phần mềm của Ấn Độ hiện đang lo ngại về sắc lệnh tăng gấp đôi mức lương cho những lao động có visa hạng H1B, và điều này sẽ khiến chi phí mà các công ty Ấn Độ phải trả cho họ tăng rất cao. Theo đó, các lãnh đạo trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm của Ấn Độ sẽ có cuộc gặp với các nhà làm luật của Mỹ và các nhà chức trách trong chính quyền tổng thống Donald Trump, nhằm đàm phán để ngăn chặn việc chính quyền Donald Trump đưa ra những thay đổi lớn về vấn đề visa. Bà Nirmala Sitaraman, bộ trưởng thương mại của Ấn Độ, cho biết chính phủ Ấn Độ rất quan tâm về những chính sách sắp tới của chính quyền ông Donald Trump. Theo đó, mỗi thay đổi trong chính sách của ông Donald Trump sẽ ảnh hưởng rất lớn tới ngành công nghiệp IT khổng lồ này của Ấn Độ. Kể từ năm 2016, tốc độ tăng trưởng của ba tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất của Ấn Độ, bao gồm Tata Consultancy Services, Infosys và Wipro đã chậm lại rất nhiều do khách hàng trong đợi vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Số lượng nhân viên IT từ ba tập đoàn trên chiếm 86.000 visa mới H1B trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2014. Gần đây, chính phủ Mỹ đã ra lệnh ngừng cấp số lượng visa H1B hàng năm. Mỹ là thị trường chiếm đến 60% lượng xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin của Ấn Độ. Vì vậy, nếu chính sách về visa và hạn chế kỹ sư tay nghề cao vào Mỹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lĩnh vực này của Ấn Độ. Theo các chuyên gia, vì Mỹ và Ấn Độ có mục tiêu đẩy hợp tác thương mại song phương lên đến 500 tỷ đô la Mỹ, nên việc Mỹ lờ đi những vấn đề của Ấn Độ là khó có thể xảy ra.